cho hay, đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca hát hát ê chê. Dạ, kính thưa quý vị, Tuấn Khanh xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của San Jose. Kính thưa quý vị, thì như quý vị đã biết, một năm cũ đã đi qua và một năm mới lại đến. Tất cả những người Việt của chúng ta thì dù ở đâu, ở ngay cả tại quê nhà hay ở xa quê hương, thì đây cũng là dịp để chúng ta nghĩ về gia đình của mình, nghĩ về cuộc đời của mình và nghĩ về quê hương của mình. Đó là những truyền thống của người Việt từ suốt bao nhiêu năm qua và có lẽ sẽ không thay đổi. Và tất cả mọi chúng ta đều có lẽ ai cũng mong chờ một mùa xuân mới cho cuộc đời của mình, của gia đình của mình và đặc biệt là dành cho quê hương của mình. Nhờ sự giúp đỡ của anh Ngây Lữ, Tuấn Khanh ngày hôm nay xin mạn phép gửi đến quý vị một lời chúc cho năm mới. Hy vọng quý vị sẽ có một năm mới hết sức an khang thịnh vượng, một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc, và giữ cho mình sự kiên nhẫn cũng như một tấm lòng dành cho quê hương của mình. Nơi đó có những con người Việt Nam đang bị giam cầm, có những con người Việt Nam đang phải tranh đấu trong sự cô đơn của mình, và có những con người vẫn còn im lặng chờ đợi một ngày mai tươi sáng trên quê hương của mình. Và như vậy thì những người Việt đó, họ rất cần sự giúp đỡ của quý vị bằng tinh thần, sự chia sẻ cũng như một tấm lòng để gửi về quê hương trong những ngày tháng như vậy. Kính thưa quý vị, và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau một ngày nào đó ở một đất nước thanh bình và không còn bóng cộng sản nữa. Xin cảm ơn quý vị trong một năm vừa qua đã chia sẻ cùng Tuấn Khanh những bài viết của Tuấn Khanh cũng như những suy nghĩ, tất cả những thông tin từ Việt Nam gửi đến, và hy vọng rằng năm nay hoặc năm tới nếu có những bài viết nữa, những thông tin nữa Tuấn Khanh gửi đến quý vị, đó là thông tin của những niềm vui, hạnh phúc và sự hạnh ngộ của những người Việt ở khắp nơi trên một quê hương tự do của chúng ta. Xin được cảm ơn, xin được vô cùng cảm ơn quý vị.